Đây anh em lưu ý khi lắp cảm biến động cơ nhé. Thì đối với một số xe cái cảm biến này này, thì cảm biến này thì cái mặt đích này mình có thể bắt cả cố định được, nhưng một số xe thì nó không có cái vị trí để mình bắt cái cảm biến này, thì chúng ta sẽ dùng keo tibon chúng ta dán nhé. Đấy, thì khi chúng ta dán cố định rồi thì chúng ta sẽ lắp đặt cái đĩa từ, cái này gọi là đĩa từ nhé. Đĩa từ này có hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại, đó là loại 5 mắt này. Đây là cái mắt 5 châm này, người ta gọi là mắt 5 châm 1 2 này, 3 4 5 6 7 8 nhé. Cái loại này 8 mắt này. Mà khi chúng ta lắp ấy, chúng ta lắp thì chúng ta sẽ để ý này, ở đây có cái chiều mũi tên này. Chiều mũi tên này chính là cái chiều thuận theo chiều đầu bàn đạp nhá, anh em lưu ý nhá. Đấy. Đấy, khi chúng ta lắp chúng ta ấn vào là xong thôi. Đấy. Thì khi chúng ta đạp thì đạp được đĩa từ này nó quay này, đây này, nó sẽ quay như này này. Đấy. Nó quay và nó quét qua cái cảm biến này. Đấy. Năm châm này nó sẽ cảm biến này nó sẽ quét qua này. Đấy. Cái từ cái năm châm một thì nó sẽ gửi tín hiệu cho cái bo điều khiển nhá. Đấy. Cái cách lắp mà cảm biến này nó rất là đơn giản thôi anh em nhé. Nó chỉ có thế này thôi. Chúng ta bắt buộc phải tháo cái đùi bàn đạp ra, sau đó chúng ta lắp cái cảm biến này cố định, sau đó tiếp tục là lắp cái đĩa từ này vào và là lắp trả lại cái bàn đạp là xong nhé. Đấy. Cách lắp này nó không có gì phức tạp cả nhé. Còn khi mà chúng ta lắp ấy, chúng ta sẽ cắm vào cái dây cảm biến này, cảm biến ở cái bo điều khiển này. Thì cảm biến rắc cảm biến ở cái bo điều khiển nó sẽ thường thường nó sẽ có cái dây đỏ này, xanh dương và dây đen này. Đấy, thì ba dây này và cái rắc màu đen này thường nó là rắc cảm biến đấy. Và khi chúng ta cắm này, chúng ta cứ vậy là chúng ta cắm thôi. Và chúng ta lưu ý nhé, đối với các cái cảm biến mà bán trên thị trường ấy, thì cái dây vàng thường nó đóng vai trò là dây đen nhé. Đây này anh em nhìn nhá, đây này nếu đặt theo thứ tự như này này, thì xanh dương này, đỏ và đỏ này, đen và vàng. Đấy, chúng ta cắm vào vậy là xong thôi. Đấy, như vậy là hoàn thiện cái vấn đề lắp cảm biến trợ lực rồi nhé. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo.